Thể thao Việt Nam có đường nào đến huy chương vàng Olympic? Dù hai kỳ SEA Games liên tiếp xếp nhất toàn đoàn, nhưng làm thế nào để thể thao Việt Nam có thể lọt top 3 của ASEAN khi thi đấu tại ASEAN Games ở Hàng Châu trong tháng 9 tới? Cũng như hy vọng có huy chương tại Olympic Paris vào năm sau. Trong bài Việt Nam liệu có xếp trên Thái Lan tại SEA Games 32 nếu chỉ so sánh các môn Olympic? Một thế giới đã khẳng định thể thao Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho SEA Games 33 trên đất Thái. Khi đó, chúng ta khó có thể giữ được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn đoàn, nhưng nếu giữ được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các môn Olympic, đặc biệt là điền kinh và bóng đá nam, thì đó sẽ là thành công rất lớn. Và đó sẽ là thành công của thành công nếu thành tích các môn Olympic của thể thao Việt Nam có thể tiệm cận với châu lục, thế giới, thay vì giờ đây khoảng cách vẫn còn khá xa. Với không ít người dân Việt, sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm từ SAP Game Bangkok 1959 đến SEA Games Campuchia 2023. Thể thao Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương khi không phải là nước chủ nhà tuy vui, nhưng không còn là mục tiêu quan trọng nhất. Đã từ lâu, cái đích mà người Việt Nam mong muốn là thể thao nước nhà còn phải dẫn đầu ASEAN khi ra đấu trường ASEAN Game hay Olympic. Thậm chí, có người còn nghĩ rằng 10 tấm huy chương vàng SEA Games không bằng 1 tấm huy chương vàng ASEAN Game, 100 huy chương vàng SEA Games cũng không ý nghĩa bằng 1 tấm huy chương vàng Olympic. Tại ASEAN Game 2018, Indonesia xếp cao nhất trong các nước ASEAN do họ là chủ nhà. Tuy nhiên, Thái Lan có 11 huy chương vàng nhiều hơn gấp đôi Việt Nam, Malaysia với 7 huy chương vàng cũng nhiều hơn chúng ta 2 tấm. Có nghĩa là Việt Nam chỉ xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á khi ra sân chơi châu Á. Còn tại Olympic, tổ chức năm 2021 là câu chuyện buồn khi Việt Nam không có tấm huy chương nào trong khi Philippines có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, Indonesia, 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, Thái Lan, 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, còn Malaysia là 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trên diễn đàn thể thao khu vực, người hâm mộ Việt Nam chỉ biết im lặng khi cộng đồng mạng xã hội của các nước khác khoe chiến tích. Làm thế nào để thể thao Việt Nam có thể lọt top 3 của ASEAN khi thi đấu tại ASEAN Games ở Hàng Châu trong tháng 9 tới? Cũng như hy vọng có huy chương tại Olympic Paris vào năm sau? Câu trả lời tất nhiên là phải phát triển những môn Olympic mà Việt Nam đang có thế mạnh ở khu vực. Đơn giản vì nếu ngay ở khu vực mà chúng ta không mạnh nhất, thì chúng ta chẳng là gì khi thi đấu ngoài phạm vi Đông Nam Á. Tại SEA Games 32, thể thao Việt Nam đứng đầu một số môn sẽ thi đấu ở Olympic Paris 2024. Áp đảo nhất phải kể đến vật tự do khi chúng ta có 13 huy chương vàng, Indonesia 6 huy chương vàng, Thái Lan 1 huy chương vàng. Tuy nhiên, với môn vật tự do, thể thao Việt Nam không đủ đẳng cấp tranh tài tại châu Á khi gặp các vận động viên Trung Á, Tây Á hay Mông Cổ chứ chưa nói ra thế giới. Thể thao Việt Nam sẽ còn rất lâu hoặc chỉ có đột biến thì mới có thể vượt qua những môn quốc hồn, quốc túy của các nước Trung Á. Với bộ môn thể dục dụng cụ, thể thao Việt Nam áp đảo với 9 huy chương vàng, còn Philippines 4 huy chương vàng. Nhưng khi ra sân chơi châu Á, chúng ta không so được với sự khổ luyện của các vận động viên Trung Quốc. Trong khi đó, các vận động viên Đông Âu có tố chất cơ thể để hoàn thành tốt các bài thi ở môn này. Với môn judo, thể thao Việt Nam có 8 huy chương vàng so với Thái Lan 2 huy chương vàng, Indonesia 1 huy chương vàng tại SEA Games thì sao? Cửa tranh huy chương của chúng ta có rộng hơn nhưng cũng khó cạnh tranh với Nhật, các vận động viên châu Âu và Nam Mỹ. Tuy nhiên, nếu biết đầu tư và phát triển đúng hướng thì chúng ta vẫn có cơ hội ở những hạng cân thấp. Điền kinh, chúng ta dù nhất nhì Đông Nam Á nhưng cũng khó có thể kiếm huy chương vàng với các vận động viên Mỹ Latin trên đường đua tốc độ hay các vận động viên Đông Phi như Kenya, Ethiopia trên đường dài do tố chất cơ thể của họ là thứ không thể khỏa lấp trong một vài thế hệ. Tất nhiên, đầu tư để điền kinh có thành tích tại ASEAN Games và dẫn đầu khu vực vẫn là việc phải làm. Tại ASEAN Games 2018, thể thao Việt Nam có 2 huy chương vàng ở môn điền kinh của Quách Thị Lan nội dung 400m rào nữ và Bùi Thị Thu Thảo nội dung nhảy xa trong bối cảnh các nước Đông Nam Á khác không có tấm huy chương vàng điền kinh nào. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam cần chú ý đến kiến thức doping khi trước ngày khai mạc SEA Games 32 có 5 vận động viên điền kinh Việt Nam bị công bố sử dụng doping, trong đó có Quách Thị Lan. Tương tự như điền kinh, với bơi lội, dù ở thời điểm đỉnh cao, nữ hoàng đường đua xanh SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên cũng chưa thể có thành tích tại Olympic. Thế nhưng ta vẫn có huy chương của Nguyễn Huy Hoàng, dù chỉ là bạc ở nội dung 1500m hay đồng 800m tại ASEAN Games 2018. Mục tiêu có được huy chương bơi tại Olympic có lẽ là câu chuyện của tương lai xa. Loanh quanh mấy môn thế mạnh như thế đã thấy Việt Nam khó tìm lại tấm huy chương vàng, giống như Hoàng Xuân Vinh đã giành được tại Olympic Brazil 2016. Thật ra bắn súng cũng không phải thế mạnh của thể thao Việt Nam khi so sánh ngay trong khu vực Đông Nam Á. Trên sân nhà tại SEA Games 31, bắn súng Việt Nam xếp thứ 2 sau Indonesia, còn tại SEA Games 30 ở Philippines, Việt Nam xếp 6 trên 6 đội tham dự khi chỉ có 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong số 14 bộ huy chương. Cũng nên biết rằng bắn súng là một môn đặc thù và tốn kém. Đặc thù là vì chỉ các đội thể thao mới có điều kiện tiếp xúc chứ không thể chơi toàn dân.
Tốn kém là bởi súng đạn chuẩn rất đắt, đạn bắn cũng tốn kém nên trường hợp như Xuân Vinh là rất hiếm. Bản thân Xuân Vinh sau khi đoạt huy chương vàng Olympic 2010, sau cũng không giành được huy chương ở SEA Games 2017, dù chỉ là tấm huy chương đồng. Về đâu là hướng đi để thể thao Việt Nam kiếm vị trí đỉnh cao ở tầm châu lục, thế giới, Olympic? Trước hết phải xác định được những môn phù hợp với tố chất con người Việt Nam và quan trọng là phải phổ biến để toàn dân thi đấu. Khi có mẫu số lớn tham gia thì tỷ lệ tìm kiếm những tài năng sẽ cao hơn. Cần đưa được những môn thể thao Olympic phù hợp với tố chất người Việt Nam vào rộng rãi hơn trong học đường vì đây là nơi dễ nhất, rộng nhất để phát hiện các tài năng. Ở cùng quy mô dân số, Nhật Bản hay Hàn Quốc có thể giành nhiều huy chương Olympic không chỉ vì họ có điều kiện kinh tế tốt hơn, mà quan trọng họ có nền thể thao học đường tốt hơn. Nếu làm tốt thể thao học đường, không chỉ giúp chúng ta có nhiều cơ hội giành huy chương đỉnh cao mà còn có một thế hệ khỏe mạnh, giống nòi cường tráng. Khi phát triển được thể thao học đường trong cả hai chiều rộng và sâu, thì đó mới là tấm huy chương cao quý nhất. Quan trọng nhất mà thể thao Việt Nam cần vươn đến trước khi nghĩ xa hơn là đẳng cấp thế giới, Olympic. Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 32, điền kinh, bơi lội để lại tiếc nuối. Không hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 32, điền kinh và bơi lội để lại nhiều điều trăn trở cho thể thao Việt Nam trên bước đường hòa nhập và tiến bộ. Để vụt mất tấm huy chương vàng marathon nam mà Hoàng Nguyên Thanh nắm giữa hồi năm ngoái, cộng thêm ngôi vô địch cự ly đi bộ 20 km nằm tuột khỏi tay bộ đôi võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thành Ngân, điền kinh Việt Nam ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32 đã nhận về những kết quả không như mong muốn. Điền kinh mất ngôi. Việc nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh phúc lần thứ 5 vô địch SEA Games ở cự ly 20 km không đủ sức xóa nhòa hình ảnh nhọc nhằn của Lê Thị Tuyết, Hoàng Nguyên Thanh khi họ vất vả giành huy chương bạc hoặc huy chương đồng, trong khi tiểu tướng Nguyễn Thị Ninh phải thờ bằng bình oxy khi về đích nội dung marathon. Những tổng kết của các nhà quản lý thể thao Việt Nam TTVN đều cho rằng chính sự đánh giá thiếu chính xác về điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Siam Reap là nguyên nhân khiến các nội dung chạy dài của điền kinh Việt Nam sớm thất thủ. Ngay cả khi quay về Phnom Penh thi tài ở tổ hợp Morodok Techo, các vận động viên Việt Nam vẫn phải chịu cảnh sốc nhiệt. Dầm mưa bên cạnh việc phải đương đầu giải ngoại binh nhập tịch hoặc những vận động viên ăn tập quanh năm ở nước ngoài của Thái Lan, Campuchia, Singapore, Nguyễn Thị Huyền vượt tấm huy chương vàng 400m nữ do bị xếp sai làn chạy. Nguyễn Hoài Văn đang khấp khởi trở giành huy chương vàng ném lao thì trời đổ mưa khiến lao trơn, bước đà thiếu cảm giác, kém lại đối thủ Indonesia chỉ 5cm. Lương Đức Phước không tin anh bị vận động viên chủ nhà Chan Van Thon tăng tốc qua mặt trong gần 200m cuối, dù cự ly thi đấu chỉ 800m. Mất hàng loạt vận động viên nữ gạo cội do dính doping nhưng điền kinh Việt Nam lại gần như trắng tay ở các nội dung của nam. Với duy nhất Nguyễn Trung Cường thành công ở 3000m vượt chướng ngại vật. Chính màn trình diễn tuyệt vời của các nữ tuyển thủ đã giúp điền kinh lấy lại phần nào niềm tin nơi người hâm mộ khi chung cuộc bị mất ngôi nhất toàn đoàn đã nắm giữ suốt 3 kỳ đại hội trước. 3 kỳ SEA Games liên tiếp thống trị các cự ly 1500m, 3000m và 5000m vượt chướng ngại vật. Nguyễn Thị Oanh năm nay giành thêm huy chương vàng cự ly 10000m, truyền cảm hứng đến hàng triệu khán giả Việt Nam lẫn các quốc gia trong khu vực. Bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền rực sáng với cú hét chết vàng 400m rào, tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp. Huỳnh Thị Mỹ Tiên lần đầu về nhất cự ly 100m rào nữ, chiến binh thép Nguyễn Linh Na bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung gian khổ 7 môn phối hợp. Thú vị nhất chính là sự thống trị tuyệt đối ở các cự ly trung bình và dài khi các cô gái Việt Nam chia nhau về đích nhất như ở tất cả 4 cự ly 800m, 1500m, 5000m và 10000m. Chỉ giành tổng cộng 12 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, điền kinh Việt Nam không giữ được ngôi nhất toàn đoàn. Điền kinh Việt Nam đã nhận được những bài học kinh nghiệm đắt giá mà mọi đánh giá tổng kết ban đầu chưa nói hết thực chất về cú sốc thất bại này. Nhạt nhòa đường đua xanh. Câu chuyện tương tự được thấy ở đường đua xanh cho dù tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ nhì sau cường quốc bởi Singapore. Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam phá 14 kỷ lục SEA Games nhưng chỉ có 2 kỷ lục bơi của Phạm Thanh Bảo ở 100m X và 200m X. Những thông số thành tích của Bảo vẫn kém rất xa nhóm có huy chương ASEAN Games. Nếu trông chờ vào Nguyễn Huy Hoàng ở trọng trách tìm kiếm huy chương cho bơi Việt Nam tại ASEAN Games thì chúng ta nên âu lo dần. Thành tích của Huy Hoàng tại SEA Games giành huy chương vàng cự ly 1500m với 15 phút 11 giây 24 còn kém rất xa. Thông số 15 phút 1 giây 63 từng giúp anh đoạt huy chương bạc tại ASEAN Games 2018. Vì thế, nếu không cải thiện thành tích, khả năng Huy Hoàng trắng tay tại Hàng Châu là rất lớn. Ngoài việc tranh đoạt thành tích tại ASEAN Games, các kình ngư Việt Nam còn phải lo giành vé đến Olympic 2024. Vì vậy, có thể hiểu tại SEA Games 32, điều Huy Hoàng tiếc nuối nhất sau khi giành huy chương vàng 1500m chính là chưa đạt chuẩn để giành vé đến Paris 2024. Bởi lẽ, chuẩn A nội dung này là 15 phút 00 giây 99, tức còn cao hơn thành tích huy chương bạc của Huy Hoàng cách đây 5 năm. Vừa giành huy chương ASEAN Games vừa tranh vé đến Olympic Paris 2024, một nhiệm vụ chẳng đơn giản với các kình ngư Việt Nam. Còn tiếp, xem báo Người Lao Động từ số ra ngày 19 tháng 5.